Chào mừng bạn đến với sách tóm tắt. Hôm nay mình và các bạn cùng tóm tắt cuốn sách có tựa đề Tỷ phú liều ăn nhiều của tác giả Masayoshi Son. Bạn thân mến, loài người chúng ta đã xuất hiện trên trái đất vào khoảng 200.000 năm trước và trải qua 3 cuộc cách mạng lớn là cách mạng nông nghiệp, cách mạng công nghiệp và gần đây nhất là cách mạng thông tin. Chưa có thời đại nào mà khởi nghiệp lại đơn giản như bây giờ, cũng chưa có thời đại nào dễ thành công như bây giờ. Chỉ bằng ý tưởng và công nghệ người ta có thể ngay lập tức nắm cả thị trường thế giới rộng lớn trong tay. Nhưng có lẽ giai đoạn này chỉ tồn tại 50 năm, nhiều nhất là 100 năm nữa mà thôi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với những bí quyết lãnh đạo và kinh doanh trong thời đại 4.0 cùng những câu chuyện về tỷ phú Masayoshi Son, người sáng lập SoftBank, người đàn ông quyền lực nhất thung lũng Silicon và đã đầu tư vào những công ty từng tạo ra tiếng vang trên thế giới như Yahoo hay Alibaba cùng nhiều thương vụ tỷ đô khác. Masayoshi Son hay còn gọi là Chủ tịch Son đã thành lập SoftBank vào năm 1980 tại Nhật Bản. Ban đầu ông phân phối phần mềm máy tính và ông cho rằng nếu trở thành một nhà phân phối phần mềm máy tính sẽ thú vị hơn một công ty phát triển phần mềm. Bởi triết lý kinh doanh của ông khi đó là không phát minh được thì sẽ mua. Thực tế là sự nghiệp của Chủ tịch Son phát triển và hoàn thiện nhờ vào các thương vụ thâu tóm cơ sở kinh doanh do người khác tạo ra. Ông không cần đầu tư thời gian để tạo dựng những công ty này, mà ông sẽ dự đoán trước xu hướng phát triển của thế giới, sau đó phát hiện ra các doanh nghiệp trọng tâm của làn sóng mới để đầu tư mua lại. Sở dĩ ông có khả năng dự đoán như vậy vì ông trò chuyện với những nhân vật có ảnh hưởng lớn tới tương lai, họ có khả năng tạo ra tương lai thế giới. Vào thập niên 1990, khi thời đại Internet sắp đến gần, ông đã phát hiện được một kho báu, đó là các công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm trên Internet, một dịch vụ không thể thiếu khi thời đại Internet nổ ra. Sau đó vào tháng 11 năm 1995, Chủ tịch Son đã đầu tư vào Yahoo, khi đó là một công ty nhỏ với 16 nhân viên kinh doanh, có doanh thu 10 triệu yên Nhật một tháng và đang lỗ 20 triệu yên trong mô hình kinh doanh của mình. Với sự đầu tư và hỗ trợ của Chủ tịch Son, Yahoo đã làm nên một lịch sử của thế giới khi đã dẫn đầu của cách mạng số và đưa Yahoo mở rộng ra toàn thế giới vào thời điểm đó. Nhìn lại quá trình phát triển của SoftBank, người ta thấy rằng cứ khoảng 10 năm SoftBank lại thay đổi ngành nghề kinh doanh chứ không hề đi theo một lĩnh vực cụ thể nào. Sự thay đổi ngành nghề kinh doanh của SoftBank luôn trùng với những cuộc cải cách thông tin và những bước chuyển mình của thế giới. Cụ thể vào năm 2000, khi nhận định trong tương lai Trung Quốc và Ấn Độ sẽ ở hai vùng kinh tế lớn nhất thế giới, nếu làm chủ Trung Quốc là làm chủ thế giới, Chủ tịch Son đã đầu tư vào Alibaba, khi đó là một công ty thương mại điện tử hàng đầu tại Trung Quốc. Cùng với đó vào năm 2006, dự đoán được cuộc cách mạng smartphone sẽ xảy ra vào năm 2008, Chủ tịch Son đã quyết định thâu tóm công ty điện thoại di động có tên Vodafone, nhờ đó SoftBank lập tức có trong tay 15,2 triệu người dùng. Từ đây Chủ tịch Son đã đàm phán trực tiếp với Steve Jobs để giành được độc quyền phân phối iPhone tại Nhật Bản. Lý do mà SoftBank ra nhập thị trường điện thoại di động này còn có một tính toán xa hơn, đó là chuẩn bị bước đà trong một kỷ nguyên mới dự đoán sẽ bắt đầu vào khoảng năm 2045, đó là kỷ nguyên của IoT, được hiểu là chữ viết tắt của cụm từ Internet of Things, có nghĩa là mọi thứ đều được kết nối Internet. Đây là thời kỳ máy tính vượt qua con người, IQ của trí tuệ nhân tạo sẽ đạt mức 10.000, trong khi đó ngay cả những thiên tài thì chỉ số IQ cũng chỉ ở mức trên 100 mà thôi. Khi đó những robot thông minh siêu trí tuệ sẽ trở thành bạn đồng hành thân thiết của mỗi con người. Số lượng robot sẽ vượt qua dân số loài người, lúc này nhân loại sẽ có một nhu cầu mới, đó là nhu cầu về những robot có cảm xúc thay vì chỉ hành động dập khuôn máy móc. Khi một công ty của Pháp sáng tạo ra robot Pepper, đó là một robot cảm xúc đầu tiên trên thế giới, thì năm 2012 SoftBank cũng nhanh chóng đầu tư vào công ty này để đón đầu xu thế. Hiện nay trung bình mỗi người chúng ta sở hữu hai thiết bị có kết nối Internet là smartphone và máy tính, nhưng khoảng 30 năm sau mỗi người sẽ có khoảng 1.000 thiết bị kết nối Internet và 1.000 tỷ con chip sẽ có mặt trên khắp thế giới. Chúng được gắn vào cả những thiết bị bình thường như những chiếc ghế tủ lạnh, xe cộ, cửa đi và nhiều thiết bị, đồ dùng khác nữa. Đó sẽ là thời kỳ mà nếu sửa nhà bạn hết hạn vào ngày mai thì ngay lập tức tủ lạnh sẽ tự động gửi đi đơn đặt hàng và sửa mới sẽ được chuyển đến cửa nhà bạn vào sáng hôm sau.
Nhưng để tạo ra một con chip thì cần dựa vào sơ đồ thiết kế AI và app. Mô hình sơ đồ đó cũng đã được SoftBank thâu tóm vào năm 2016. Có thể nói ở Nhật Bản, chủ tịch Son là cha đẻ của nhiều mô hình kinh doanh, thâu tóm các công ty, lôi kéo đối thủ thành đồng minh của mình. Khi đầu tư vào một doanh nghiệp, chủ tịch Son không chỉ rót tiền vào mà còn đầu tư cả công sức và tâm huyết vào việc điều hành và phát triển công ty đó. Điều này từng tạo ra hiệu quả tích cực ở Yahoo và Alibaba. Nhưng với Vodafone thì không hẳn là như vậy. Với Vodafone, chủ tịch Son đã ra chỉ thị đến cả những việc chi tiết nhất. Điều này làm phật lòng các vị lãnh đạo lâu năm của Vodafone vốn đã quen phương pháp làm việc kiểu cũ. Hơn nữa, các vị này còn mang theo niềm kiêu hãnh của 20 năm kinh nghiệm làm việc. Vì vậy mà họ đã lần lượt từ chức. Vodafone sau đó cũng mất đi 1/3 khách hàng tiềm năng sau đó. Nhưng với tinh thần không chịu ngồi im chờ chết, chủ tịch Son đã dồn sự tập trung vào việc đảo ngược tình hình, trong khi đó mình chưa biết gì về ngành kinh doanh điện thoại. Ông cố gắng học nhanh nhất có thể, ông học hỏi từ nhiều chuyên gia với thái độ khiêm tốn, ông cũng thường xuyên lắng nghe các vấn đề từ các trưởng phòng của Vodafone. Sự tập trung là vũ khí giúp ông vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Trong những cuộc họp căng thẳng, khi bế tắc, ông thường dừng lại và vào nhà vệ sinh một mình. Dường như nhà vệ sinh là nơi giúp cho sự tập trung của ông đạt đến mức cao nhất. Khi trở lại phòng họp, ông thường mang theo một ý tưởng, một sáng kiến mới hiệu quả hơn. Chủ tịch Son chủ yếu học qua cách nghe thay vì học qua cách đọc. Ông cũng tư duy nghiêng về lẽ phải nhiều hơn là cảm quan trực giác. Tư duy của ông rất nhạy bén. Các quyết định đầu tư của ông đều dựa theo trực giác kết hợp với những suy luận logic. Những khảo sát và phân tích khoa học chỉ là những yếu tố bổ sung để đánh giá sự đúng hướng của trực giác mà thôi. Khi đưa ra một quyết định, chủ tịch Son đã nắm chắc 70% thành công, tức là ông chỉ cho phép rủi ro trong 30% mà thôi. Nhưng nếu quá chắc chắn chờ đến khi nắm được 90% thì gần như đã là quá muộn so với đối thủ. Đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, khi mua lại các doanh nghiệp, ông sử dụng khoản tiền vay trong các doanh nghiệp khác và ngân hàng. Ví dụ trong thương vụ mua lại cổ phần của Vodafone, công ty SoftBank đã lập ra công ty con là SoftBank Mobile cho mình. Để có thể vay tiền từ ngân hàng thì SoftBank Mobile đã thế chấp bằng chính tài sản của Vodafone. Trên danh nghĩa, công ty thực hiện việc mua lại là SoftBank Mobile, không phải là SoftBank. Giả sử trong trường hợp SoftBank Mobile không thành công trong thương vụ thì SoftBank là công ty mẹ và sẽ không có nghĩa vụ trả bất kỳ khoản nợ nào ngoài 20 tỷ Yên Nhật. Đó cũng chính là số vốn bỏ ra ban đầu để thành lập công ty con này. Một điểm thú vị nữa trong các chiến lược đầu tư của mình, chủ tịch Son không thế chấp bất động sản mà sử dụng chứng khoán có giá để làm vật thế chấp. Bởi vì việc định giá bất động sản tốn khá nhiều thời gian và công sức, hơn nữa bất động sản không phải là tài sản có thể bán ngay lập tức, trong khi đó chứng khoán có thể bán ra bất kỳ thời điểm nào dựa trên giá cả của thị trường. Khi lựa chọn đối tượng doanh nghiệp đầu tư, chủ tịch Son sẽ căn cứ vào 3 điểm quan trọng sau để đưa ra quyết định. Điểm thứ nhất, thị trường rõ ràng. Điểm thứ hai, ý tưởng rõ ràng. Điểm thứ ba, nhóm làm việc rõ ràng. Ông sẽ xem xét mô hình kinh doanh đó liệu có thể có cơ hội trở thành doanh nghiệp số 1 thế giới hoặc đứng vị trí 20 doanh nghiệp hàng đầu. Xét thêm yếu tố doanh nghiệp đó có khả năng lập tức vươn ra thế giới hay không. Nếu có sự liên kết của SoftBank với 20 doanh nghiệp kia và cuối cùng ông sẽ nhìn bao quát nhân sự, phải là nhân vật xuất chúng hay không, cùng với những trợ thủ của anh ta có phải là những người xuất sắc về vấn đề này hay không. Chủ tịch Son rất có mắt nhìn người, chỉ sau 6 phút thuyết trình của Jack Ma trong lần gặp đầu tiên, chủ tịch Son đã quyết định đầu tư 2 tỷ Yên Nhật vào Alibaba, một con số vượt ra ngoài mong muốn của Jack Ma. Khi đó chủ tịch Son nói rằng ánh mắt của Jack Ma rất khác thường, đó là ánh mắt của mãnh thú, và khi lật lại tiểu sử của Jack Ma thì một điểm đáng lưu ý là Jack Ma từng là một thủ lĩnh có 200.000 người ủng hộ. Khi ông còn là sinh viên, Jack Ma xuất thân là một thầy giáo khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Ông gặp khó khăn với môn toán học nhưng lại có khả năng kể chuyện tuyệt vời cùng một khí chất lãnh đạo đầy sức hút, có năng lực huy động nhiều người đi theo mình. Chủ tịch Son tin tưởng vào sức mạnh tiềm năng của Jack Ma từ bên ngoài.
ông lại tiếp tục đầu tư khoảng 10 tỷ yên như một lời yêu cầu dành cho Jack Ma là phải phát triển quy mô của Alibaba lớn đến mức dùng hết số tiền này để Alibaba phải vươn ra tầm cỡ thế giới. Mặc dù có mắt nhìn người tin tưởng nhưng chủ tịch Son cũng không tránh khỏi những sai lầm trong việc dùng người đó là trường hợp của Nidhadh Arora. Arora là một kỹ sư người Ấn Độ sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện tại quê nhà. Arora sang Mỹ làm việc trong một công ty quản lý đầu tư và sau đó ông trở thành giám đốc marketing của công ty tại Sao Mobile, công ty điện thoại di động lớn thứ tư tại Mỹ. Tiếp theo Arora chuyển sang làm việc cho Google và thăng tiến lên vị trí giám đốc kinh doanh cho Google. Chủ tịch Son có tham vọng xây dựng SoftBank phát triển đến 300 năm. Vì vậy mà ông đã lập ra học viện SoftBank vào năm 2010 nhằm đào tạo thì ra người thừa kế SoftBank. Tuy nhiên sau một quá trình tìm kiếm chưa có hy vọng, chủ tịch Son đã gặp Arora và lập tức bị thu hút bởi tài năng của vị giám đốc kinh doanh gốc Ấn Độ này. Chủ tịch Son đã rất nhiều kỳ vọng vào Arora. Năm 2014, chủ tịch Son đã mời được Arora về làm phó chủ tịch SoftBank với mức lương 16,5 tỷ yên Nhật. Hành động này của chủ tịch Son thể hiện tham vọng vươn ra thế giới một cách mạnh mẽ. Vì SoftBank vốn là một công ty Nhật Bản nhưng giờ đây SoftBank sẽ chào đón những nhân tài trên khắp thế giới đến và cống hiến. Nếu như trước giờ đến nay SoftBank vẫn lấy Nhật Bản làm trục xoay để đầu tư và nước ngoài thì giờ đây SoftBank sẽ lấy nước ngoài làm trọng tâm. Mặt khác, một vị giám đốc kinh doanh từng làm nên chuyện ở Google thì sẽ có khả năng cao trong việc đưa SoftBank trở thành công ty lớn vươn tầm thế giới. Đặc biệt, Arora là người Ấn Độ nơi được dự đoán sẽ là một trong hai khu vực kinh tế lớn nhất thế giới trong khoảng 35 năm nữa và cũng chính là thị trường mà chủ tịch Son đang muốn tiến vào. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Arora đã tạo ra những phản ứng tiêu cực trong nội bộ SoftBank. Đầu tiên là việc các vị lãnh đạo lâu năm cảm thấy mình bị ghẻ lạnh do những cấp dưới mà Arora tin tưởng lần lượt được đưa vào SoftBank với mức lương cao nằm ngoài quy định của tập đoàn. Tiếp đến là cách điều hành của Arora tạo ra những mâu thuẫn trong công ty và tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính thay vì tiếng Nhật. Ngoài ra, Arora tỏ ra khó chịu khi các vị lãnh đạo khác sử dụng phiên dịch trong các cuộc họp. Bên cạnh đó có những khiếu nại cho rằng Arora đã lợi dụng chức vụ trọng yếu của mình tại SoftBank để có những hành vi trục lợi liên quan đến các quỹ đầu tư tại Mỹ, nơi mà Arora kiêm nhiệm vị trí cố vấn cấp cao các dự án đầu tư của SoftBank. Arora cũng có hoạt động kinh doanh kém hiệu quả và trái ngược với triết lý kinh doanh của chủ tịch Son. Khi đầu tư vào một công ty thì chủ tịch Son có xu hướng mua và nắm giữ, chủ tịch Son cũng coi trọng mối quan hệ lâu dài. Còn về phía Arora, anh ấy lại như một kẻ chơi bài muốn ăn non liên tục mua đi và bán lại. Cuối cùng đến ngày 22 tháng 6 năm 2016 sau 2 năm ra nhập SoftBank thì Arora đã từ chức phó chủ tịch và rời đi. Cuộc đua người kế nhiệm chủ tịch Son lại được tái khởi động với điều kiện ngày càng khắt khe hơn, bao gồm yêu cầu là nhân vật đó phải đủ sức đưa SoftBank trở thành công ty lớn thứ ba thế giới. Trong lúc chờ đợi nhân vật ấy lộ diện, chủ tịch Son trở về với vị trí vốn có của mình như một sự tái sinh của SoftBank và chính bản thân ông cũng tự nâng cấp mình tới một phiên bản mới. Ông nói rằng dù tôi không phát minh ra công nghệ, nhưng tôi vẫn có được những công nghệ tiên tiến nhất thế giới bằng cách mua chúng. Thì ở phiên bản mới, ông đang tiến gần những tư tưởng của các nhà lãnh đạo mong muốn tạo ra công nghệ và thay đổi thời đại. Chủ tịch Son rất ngưỡng mộ Steve Jobs bởi vì Steve Jobs đã 3 lần thay đổi phong cách sống của mọi người. Lần thứ nhất là thay đổi khái niệm về máy tính khi cho ra đời chiếc Mic Awards và lần thứ hai là thay đổi cách mọi người thưởng thức âm nhạc bằng việc tạo ra iPad và lần thứ ba Steve Jobs đã mở đầu của cách mạng smartphone với trên iPhone. Ước mơ là không giới hạn và cuộc đời mỗi người đều tỷ lệ thuận với ước mơ mà người đó mang theo. Ước mơ của chủ tịch Son không phải là trở thành gã khổng lồ của Nhật Bản mà là trở thành Masayoshi Son của thế giới, là tạo ra công ty tồn tại 300 năm. Giống như những công ty vĩ đại hàng đầu được nghiên cứu trong các cuốn sách vĩ đại, ở công ty đó sẽ vẫn tiếp tục sống như một vật thể có sinh mệnh ngay cả khi người sáng lập ra công ty đó đã qua đời. Để làm được điều đó, bên cạnh tư tưởng cốt lõi là thực hiện việc cải cách thông tin để mang lại hạnh phúc cho mọi người thì SoftBank cần liên tục có những mục tiêu tham vọng đầy thách thức để chinh phục.
Người ta nói rằng nếu bạn mang vào phòng họp do chủ tịch Son một bản kế hoạch nhỏ thì khi trở ra kế hoạch đó sẽ có quy mô lớn gấp trăm lần. Chủ tịch Son không bao giờ nghĩ thị trường ngách là cơ hội, bởi thị trường ngách chẳng qua chỉ là những lỗ hổng sẽ nhanh chóng bị lấp đầy. Ông đang đặt ra chiến lược số 1, hơn nữa phải là số 1 một cách áp đảo. Vì nếu không phải là số 1 một cách áp đảo thì mô hình kinh doanh đó sẽ không sinh ra lợi nhuận lớn trong lâu dài. Khi hướng tới thời đại IoT, ông mang tham vọng sở hữu platformer của thời đại. Platform tạm dịch là nền tảng kinh doanh. Ai có được platform, người đó chính là bá chủ của thế giới. Kỹ thuật số transform có khả năng thu thuế của một cá nhân như một quốc gia độc lập và cũng có quyền lập ra luật pháp buộc mọi người phải tuân theo. Ví dụ những công ty có thị trường độc quyền như Apple hay Google, họ có thể yêu cầu được chia tỷ lệ nhất định trong doanh thu của từng đối tượng người dùng. Người dùng Google không chỉ chịu ảnh hưởng từ các quy ước của dịch vụ mà còn từ mọi ngóc ngách trong thiết kế của các website. Các công ty và đội ngũ kỹ sư trên thế giới đang phát triển hàng triệu ứng dụng dựa trên platform của Apple hay Google. Tương tự, khi cuộc cách mạng IoT nổ ra, các công ty phần mềm như Apple, Samsung sẽ buộc phải sử dụng ý tưởng thiết kế của trí tuệ nhân tạo AI, và AI thì đã được SoftBank thâu tóm. Chủ tịch Son thích nghiên cứu lịch sử La Mã cổ đại và vận dụng binh pháp Tôn Tử khi lập kế hoạch cho tương thích cho mình. Ông thường dùng phương pháp trừ, tức là vạch ra đích đến trước, sau đó lấy đích đến và hiện tại, đề ra những việc cần phải làm. Đặc biệt, ông đã đặt ra thời hạn cho bản thân và cho mỗi dự án. Thông thường mỗi kế hoạch sẽ độc lập cho khoảng 10 năm và mỗi dự án sẽ có thời hạn thực hiện trong 2 năm. Chủ tịch Son có thể không dự đoán được tương lai trong 3 tháng tới, nhưng 10 năm hay 30 năm sau thì ông dự đoán rất chính xác. Ở SoftBank, tất cả những kế hoạch bao gồm cả kế hoạch quảng cáo được phải đưa cho chủ tịch Son xem và phê duyệt. Vì vậy mà ông làm việc với cường độ rất cao. Ông đến công ty vào 9 giờ 30 phút sáng, sau đó là những cuộc họp nối tiếp nhau. Đến 10 giờ đêm ông vẫn sẽ có những cuộc họp, nhưng khung giờ này là dành cho các vấn đề phức tạp và chỉ tập trung vào những nhân viên chủ chốt. Ông sẽ rời công ty vào 12 giờ đêm. Trong suốt quãng đường về nhà, ông đã cầm iPad để đọc email, rồi 1 giờ sáng các nhân viên liên quan sẽ vẫn nhận được email của ông. Ông đã làm việc liên tục như vậy và không hề gục ngã. Bởi giống như những vị lãnh đạo vĩ đại khác, những nhà lãnh đạo này coi công việc là tình yêu của cuộc đời mình. Thời gian làm việc cũng chính là thời gian thoải mái nhất. Họ đang tận hưởng cuộc sống và họ khắc phục tình trạng thiếu vận động của bản thân bằng cách tận dụng tập thể dục thể thao ngay trong văn phòng của mình. Đối với công việc của mình, chủ tịch Son luôn coi công việc là tình yêu của cuộc đời mình và là đòn bẩy để ông có thể trở nên giỏi nhất. Vì vậy mà ông cũng thực hiện nó dễ dàng và thoải mái với sự ham say, hứng thú. Nếu ai đó hiểu được thế mạnh của bản thân mình thì họ sẽ rất thành công và thoải mái trong công việc. Nhưng mọi người thường chọn sai con đường dẫn đến cuộc sống của họ thật mệt mỏi và khó khăn. Họ khó khăn để có thể hoàn thành tốt công việc của mình. Chủ tịch Son chưa bao giờ suy nghĩ mình phải đứng đầu trong âm nhạc, bởi vì ông tự nhận mình là một kẻ mù nhạc. Đừng lãng phí thời gian cho những lĩnh vực mà dù bản thân có nỗ lực đến mấy thì cũng chỉ đạt được mức bình thường. Thay vào đó là quyết tâm dẫn đầu trong lĩnh vực sở trường, những lĩnh vực mà bạn chắc chắn có thể làm được. Chủ tịch Son thích sự thoải mái và hầu như ông không sử dụng cà vạt. Ông thường chỉ mặc áo vest trong những sự kiện cần thiết. Phong cách thời trang yêu thích của ông là Uniqlo. Cũng như Jack Ma, chủ tịch Son xuất thân là một thầy giáo, vì vậy mà khả năng kể chuyện và truyền đạt thông tin của ông rất xuất sắc. Ông luôn cân nhắc xem khán giả của mình là ai. Ví dụ trong các cuộc họp thẩm định của chính phủ, mục đích nói của ông không phải là cho các vị quan chức thẩm định nghe, mà là nói cho cánh truyền thông đang đứng nghe. Những lúc như vậy ông thường dùng những từ như lần đầu tiên trên thế giới hay lần đầu tiên ở Nhật Bản, vì ông biết chỉ những việc lần đầu tiên xuất hiện mới có thể trở thành tin tức trên báo chí truyền thông. Còn trong những buổi làm việc tại Học viện SoftBank, mỗi khi học viên hoàn thành bài phát biểu của mình, chủ tịch Son sẽ nói hay đấy. Ông cho rằng những người trẻ đều rất cố gắng để hoàn thành một bài phát biểu. Nếu như lúc ấy cho họ một gáo nước lạnh, thì mọi thứ sẽ kết thúc ở đó. Con người cần những lời khen để có thể đi xa hơn. Ông đối xử với các học viên như với những đứa con của mình vậy. Trong các cuộc gặp gỡ với đối tác cũng vậy, chủ tịch Son luôn bắt đầu câu chuyện bằng những lời khen ngợi, thể hiện lòng kính trọng dành cho đối phương. Đó là thủ pháp số 1 trong kỹ thuật ngoại giao của ông.
Sau những lời khen, ông bắt đầu chỉ ra vấn đề và nhấn mạnh vào những nguy cơ của vấn đề đó. Hai kỹ năng diễn thuyết của ông xuất sắc đến mức ông tin rằng chỉ cần ông diễn thuyết thì mọi việc sẽ đảo chiều. Thế nhưng ngoại giao chính trị lại là một điểm yếu của Chủ tịch Son. Hàng ngày Chủ tịch Son luôn sử dụng triệt để thời gian cho công việc, vì vậy Chủ tịch Son thường từ chối những chuyến thăm xã giao. Nhưng nếu như người đến mang theo chủ đề ông quan tâm thì dù là một người vô danh ông cũng sẵn sàng gặp mặt. Ông đã từng gặp trực tiếp một người bình luận trên trang Twitter của mình vì người đó mang đến vấn đề ông đang quan tâm. Trong lĩnh vực đàm phán, ông được coi là một bậc thầy với những vị khách khi tới thăm văn phòng của SoftBank. Chủ tịch Son sẽ dẫn họ xem những bức ảnh mà ông chụp chung với Bill Gates ở sân golf. Trong ảnh, Bill Gates đang ngồi ở vị trí ghế lái. Chủ tịch Son thường nói đùa rằng đây là tài xế lương cao nhất thế giới. Mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ và thích thú. Tiếp theo, ông lại cho họ xem bút tích của hai nhà chính trị thời đầu Minh Trị là Kosalika Euro và Takamori. Đó là các mẫu sưu tầm được yêu thích. Chủ tịch Son đang thắp lên trong họ niềm khao khát được tự mình tạo nên lịch sử. Sau đó ông sẽ đưa ra dự án của mình và những vị khách này sẽ cảm nhận được rằng nếu họ thực hiện dự án đó cùng ông, họ sẽ làm nên một lịch sử mới. Trước mỗi cuộc đàm phán, Chủ tịch Son đều chuẩn bị rất kỹ. Ông để khách hàng và đối tác tự động tiến lại gần mình chứ không hề hối thúc đối phương. Đó cũng là bí quyết để ông tiến ra thế giới. Chủ tịch Son nói rằng trong thời đại này, một vị giám đốc cần phải biết tiếng Anh, có kiến thức về tài chính và có kinh nghiệm. Ông chia sẻ rằng có rất nhiều con đường khác nhau, vấn đề là bạn tạo dựng được cái gì từ con số 0 và khi đối mặt với khó khăn bạn có thể vượt qua chúng như thế nào. Bạn có thể tự mình gây dựng công ty nhưng cũng có thể bước vào những công ty lớn và trở thành thành viên ban giám đốc. Công việc của một giám đốc càng sớm càng tốt khi bạn còn trẻ, bởi vì điều này sẽ giúp cho bạn trưởng thành rất nhanh và là con đường tắt để bạn nắm được thành công trong tương lai. Với một nhà lãnh đạo thì điều quan trọng nhất là thu hút được nhiều nhân tài đi theo mình, và một trong những bí quyết lớn nhất để dùng người chính là tin tưởng và giao trọng trách. Người được tin tưởng sẽ cảm thấy tự hào và có trách nhiệm, từ đó sẽ phát huy được toàn bộ sức mạnh của bản thân. Tuy nhiên, trong thực tế thì càng có nhiều kinh nghiệm, người ta lại càng nhận ra rằng không thể tin tưởng ai đó 100% được. Vì thế mà một công ty cần phải có một cơ cấu tổ chức mà ở đó có những người đóng vai trò kiểm tra để niềm tin ấy của lãnh đạo không bị dao động. Mỗi người chúng ta đều sinh ra đường mang theo một thiên mệnh nào đó. Những vị anh hùng thời chiến quốc đều có một lòng tin sâu sắc và kỳ diệu rằng bản thân họ được trời cao phái xuống để thực hiện một sứ mệnh lớn nào. Chính vì vậy mà mỗi hành động của họ đều trở thành chính nghĩa và tạo ra sức mạnh lớn nhất. Thiên mệnh không phải là thứ có thể nghĩ xa hay đi tìm bằng ý thức. Bạn sẽ chỉ nhận ra những dấu hiệu chỉ dẫn cho cuộc đời mình khi bạn liên tục suy nghĩ về nó và trải nghiệm thật nhiều để rèn luyện sự nhạy bén cho trực giác. Chúc bạn sớm tìm ra sứ mệnh của cuộc đời mình. Hẹn gặp lại bạn trong những bản tóm tắt sách tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm sách tóm tắt để cùng tìm hiểu cuốn sách tuyệt vời này. Là một người đọc sách, mình không bao giờ nghĩ một bản tóm tắt có thể thay thế việc đọc cả một cuốn sách, và với cá nhân cuốn sách này cũng vậy. Vì thế nếu có điều kiện, hãy đọc cả cuốn sách và mua sách để ủng hộ sách tóm tắt và tác giả. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Còn rất nhiều điều thú vị mà sách tóm tắt muốn được dành tặng cho bạn. Bạn hãy đăng ký kênh YouTube và podcast của sách tóm tắt để cập nhật những bản tóm tắt sách hay nhất. Hẹn gặp lại bạn với những bài viết tiếp theo. Chúc bạn thành công!